Khi nãy mình có nói đó, là F380X nha. Thằng này thì thuộc hãng Fender. Phụ kiện vẫn đầy đủ. Có một số cái loa vệ tinh thì có thể có tình trạng là bị móc mũi. Thì hàng này hàng trưng bày mà, nên là anh em thông cảm ha. Chứ còn hàng mới nguyên thùng thì nó sẽ có giá khác rồi. Phụ kiện của nó thì cũng sẽ có remote này, dây. Bây giờ mình sẽ mở thử một cái đoạn nhạc cho anh em nghe thử nha. Con này thì ngoài Bluetooth thì nó sẽ có cái những cái chức năng như là USB này, AUX này, FM. Nó hầu như là nó có tất cả tính năng những mà những cái loại hiện đại cần có. Con này đặc biệt có thêm một cái tính năng nữa, đó là có cổng, có giao tiếp NFC, NFC á. Thì nó ở trên phía trên này, anh em máy anh em nào có NFC á, thì đặt cái máy như này nó sẽ tự động kết nối, không cần phải dò Bluetooth. Đó. Loa này hiện tại mình đang bán với giá là 750, chỉ thanh toán chuyển khoản, không có giao dịch COD hoặc hay còn gọi là code á. Tại vì là hàng này hàng nặng và hàng cồng kềnh, anh em nào tin tưởng thì giao dịch ha. Rồi, cảm ơn anh em.